Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại công ty đang cần thanh lý một em Hitachi EX200-2. Tình trạng của con này thì không còn hoạt động được nữa, máy chết. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem từ phần đầu đến phần động cơ nhé. Đấy, tuy là con này không còn hoạt động nữa thôi, nhưng mà gầu rất là đẹp nhé. Đấy, gầu này rất là chắc chắn và đẹp, như gầu máy bãi luôn. Đây, tất cả cái phần chữ H này, hắc yếc này cũng còn rất là đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, phần cần này, con này thì không có đường búa. Đây, xi lanh này, xi lanh cũng còn đẹp nhá, không có đường búa. Đây, cần thì hiện tại cũng không bị nứt nhá. Đây, cần rất là đẹp luôn. Đây, tay gầu này, tay cần này cũng rất là đẹp. Đấy, đây là tổng thể của con này. Con này là EX200-2. Đây, về phần xích này, xích của con này cũng còn rất là dày dặn các bạn. Đấy, rất xích còn rất là dày dặn nhé. Bánh sao này, bánh sao cũng còn dày này. Đây, bánh sao này dày. Con này mà về tháo bánh sao này thay cho máy khác vẫn ok này. Cầu xích cũng thế này. Đây, cầu xích thì cũng còn rất là tròn, không đến nỗi gọi là bị mòn nhiều cho lắm. Đây, cầu rất đẹp này, bạc này, bạc tròn này. Đấy, bạc rất là tròn. Này, lá xích cũng còn dày này. Đây, lá xích rất là cũng còn dày, chưa đến nỗi là mòn đến tận con ốc này. Đây, bây giờ máy rất là nhiều con này, nó mòn hết đến phần con ốc luôn rồi. Đấy, ga lê đủ cả nhá, hai ga lê đỡ và toàn bộ cái phần ga lê tì ở dưới đều có hết nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đây, dẫn hướng. Đây, từ dẫn hướng cũng thế. Đây, dẫn hướng còn long lanh luôn. Đây, nói chung con này chỉ còn mỗi tội là không còn hoạt động thôi, chứ còn toàn bộ như phần gầm thì con này không phải bàn, miễn chê luôn. Đây, rất là đẹp. Đây, con này mà về chỉ cần dọn dẹp đi một chút xíu là ngon luôn. Em đây, Hitachi con này là dòng EX200-2. Đây, phần gầm bệ đây. Đấy, con này hiện trạng thì bị mất hai cái nắp của cái motor di chuyển thôi. Đấy, cái nắp này thì không quan trọng, nắp này thì về mình có thể chế cháo bất kỳ khi nào cũng được. Đấy, cái nắp này không quan trọng. Đây, motor còn rất cũng rất là đẹp nha. Đấy, motor đẹp long lanh luôn. Bên này cũng thế, motor khô đét cong, nó chỉ mất miếng ốp nằm ở ngoài thôi, còn toàn bộ gầm bệ này, chân cặp này, đấy, xích xiếc các thứ này còn rất là dày dặn và đẹp này. Đó, xích xiếc rất dày luôn. Đây, tiêu tiêu cũng còn nguyên này. Đó, tiêu này. Đây, cái phần trên này. Đây, cần con này thì chỉ có bị nứt một góc ở đây đã được gia cố và hàn lại một tí này. Đây. Đây, rồi phần trên nữa. Đây, phần motor quay toa. Đây, nên motor quay toa của nó này. Đây, dòng Hitachi EX200-2 này dùng cực kỳ ngon, đỉnh các bạn nhé. Đây, motor còn rất là đẹp, sáng. Đây, con này mà làm đồ bãi thì bao luôn, tất tật luôn. Đây, các ổ cái ống tiêu này. Nói chung con này không còn hoạt động thôi, chứ còn về cơ bản là các bạn nhìn thì nó còn đẹp hơn một số con chán. Đây, rồi về phần ngăn kéo nhé. Đây, ngăn kéo này. Đây, chi tiết luôn. Con này đang được bán với cái giá thanh lý. Thanh lý luôn. Đấy, tất cả đều đầy đủ này. Đây, về phần động cơ đây. Đây, động cơ của con này thì máy 6, động cơ Isuzu. Đây, máy để mặc nhện bím vào này, bô biết này.
còn đầy đủ hết nhé. Mỗi tội là tình trạng là không nổ được máy thôi. Bình, cặp bình con này thì còn đầy đủ một cặp bình luôn, đầy đủ cặp bình luôn. Đây, két thủy lực thì được thay mới này. Đây, két thủy lực thì được thay mới nhé. Máy thì còn turbo, turbia còn đầy đủ này. Turbo này, dynamo này, rất là đầy đủ hết nhé, không thiếu bất cả cái gì. Đây, zoom kỹ cho các bác cùng xem về con này nhé. Đây, từ phần động cơ cốc lọc này, đây cánh quạt này, đây động cơ này, đây xong rồi chưa. Đây, xem kỹ hơn về phần dưới nhé, phần buông cao áp này. Đó, buông cao áp này, tân tật này, bô bèo này. Đấy, xung quanh này thì còn đồ đạc các thứ còn nó còn liền lắm, còn long lanh đấy. Đây, cô biết thùng đồ nghề còn này. Đấy, bỏ đồ đạc vào đây được. Đây, bơm thì bên này, đây con này chốt, chốt này rồi. Chốt đây rồi. Nhưng mà bơm con này thì là thay rồi các bạn nhé. Đây, con này thay bơm rồi. Đây, thay bơm rồi, bơm Kawasaki. Một quả bơm màu vàng, bơm Kawasaki. Đây, cánh cửa còn nhé. Đấy, cánh cửa hông này còn này. Đấy, xích xiếc này. Đấy, đối trọng thì còn luôn. Đấy, đối trọng này. Dòng này đối trọng không hề bị sứt mẻ đâu. Đấy, phần gầm này. Gầm này. Đấy. Xích này. Xích còn rất chắc này. Bạc biết còn ngon này. Ắc ít cũng được. Đây, cánh cửa còn đầy đủ nhá, không thiếu, đủ luôn. Cánh cửa đây, bình quay là bên bình ắc quy két. Đây, bên này có luôn. Đây, phần bên này thì lọc gió này và khoang đầy đủ hết luôn. Đấy, cửa rả các thứ còn đầy đủ nhá. Đấy, cánh cửa của cabin này cũng còn luôn. Cánh cửa cabin còn luôn. Con này có cả còn vẫn còn cái cửa kính đằng trước nhá. Cái cửa kính chắn gió đằng trước đây. Đây, được dở lên đây. Đấy. Không thiếu đâu. Chỉ bị vỡ cái phần kính chắn gió ở phía dưới chân này thôi. Còn cái phần kính cửa trên vẫn còn. Đây. Tình trạng máy bây giờ di chuyển đây, còn đầy đủ này, hai bàn đạp di chuyển này. Đấy, dây ga thì đã được chế ra đây rồi. Dây ga được chế đây, màn hình đây. Màn hình thì một phần những cái nút này thì đã bị mất rồi. Đấy, tay trang đầy đủ nhá. Tay trang còn đầy đủ. Đây, các nút công tắc trên này thì đã bị mất, được chế cháo hết rồi. Đây, chìa khóa bây giờ bật không ăn uống gì hết nhá. Máy chết rồi. Đây. À, bên này thì toàn bộ những cái phần ốp nhất là cũng bị mất hết rồi nhé. Đấy, đúng như trong tình trạng video luôn. Đây, hốc nhất đằng sau cũng còn. Đấy, cánh cửa đấy, đầy đủ hết. Đấy, về cơ bản tổng thể như thế. Đây, cái là con này từ cánh cửa đây, cánh cửa cabin này, cánh cửa hông này, cánh cửa bên hông bên kia này, thùng đồ bỏ nghề này, kính cửa trước đây, rồi một số thứ lặt vặt các thứ thì vẫn còn nguyên. Đấy, duy nhất chỉ cái nắp capo kia thì không còn thôi. Còn đây, xi lanh xi leo các bạn có thể thấy này. Đây, xi lanh xi leo thì ti không bị xước nhé. Đấy, ti không bị xước rỗ này.
đấy, ti không những xước bị rỗ nhá, đấy, ti không xước không rỗ, xi lanh không bị móp méo cong vênh, đấy, cần đây các bạn, ổ cần ổ kiếc rồi ăn cái ăn chín này, lòng lành, đây, đây thế này. Đầy đủ hết nhé. Đấy, xích xiếc thì rất là đẹp. Đấy, con này thoạt đầu nhìn xích xiếc còn long lanh lắm. Đây này. Cái gạt này vẫn còn mở được. Đấy, cửa vẫn còn khóa được nhé. Vẫn khóa được này. Dòng lăn đi. Đấy, anh em nào chơi máy thì thừa biết dòng EX200-2 này dùng đẳng cấp và như thế nào rồi đúng không? Đấy, bánh dẫn hướng thì về cơ bản hai bên đều như nhau. Phần sao, phần xích vẫn còn dày dặn lắm. Đấy, cái phần lớp chassis này cũng thế này. Chassis này thì cũng còn rất là ngon. Đấy, đây, bộ phận bơm quay đây. Đấy, những cái đường ống tiêu gieo này. Thoải mái luôn. Con này bây giờ về chỉ việc phục hồi. Các bác nào thích phục hồi thì phục hồi vẫn chạy ngon lành hành đào nhé. Đấy, khóa an toàn đầy đủ không? Cái gác, từ cái gác để chân vẫn còn nhé. Đấy, không thiếu sót một cái gì hết. Đấy, thì hiện tại công ty đang có nhu cầu cần thanh lý em Hitachi EX200-2 trong tình trạng máy không còn hoạt động nữa. Thì hiện tại công ty đang có nhu cầu cần thanh lý em Hitachi EX200-2 này. Anh em nào có nhu cầu muốn sử dụng hay mua về để dọn dẹp thì có thể liên hệ theo số điện thoại mình để trên video nhé. Đấy, chỉ còn mỗi tội không hoạt động được thôi. Tất tật từ phần gầu, phần chân, phần cần, phần hiếc còn rất là đẹp nhé. Đấy, con này mà không mua thì mua con nào. Đó, một siêu phẩm Hitachi. Đấy, rồi, anh em nào có nhu cầu thì có thể để lại bình luận ở dưới video hoặc liên hệ theo số điện thoại nhé. Và video của em hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.